Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó thì 16 trường hợp đã được điều trị khỏi và ra viện. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã đưa ra đề xuất là thực hiện khai báo y tế toàn dân. Theo Phó Thủ tướng thì hiện nước ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị công nghệ thông tin được giao khẩn trương hoàn thiện phương án, chậm nhất là sáng ngày 10 tháng 3 sẽ thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân. Ban chỉ đạo cũng cho biết là Việt Nam đã lường trước mọi tình huống và có kịch bản sẵn sàng ứng phó với hàng nghìn ca nhiễm. Việc khai báo thông tin y tế không chỉ là trách nhiệm theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người chung sức đồng lòng toàn dân chống dịch. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì các nguyên tắc cơ bản của chống dịch. Và khi con virus đó đã nằm trong Việt Nam chúng ta rồi thì phát hiện sớm, phát hiện ngay là vô cùng quan trọng. Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng. Hiện nay thì cổng hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế đã chính thức được mở để toàn bộ người dân có thể truy cập vào và khai báo sức khỏe một cách chính xác. Sau đây sẽ là các bước để thực hiện việc khai báo y tế này. Bước 1. Truy cập cổng khai báo điện tử tại địa chỉ đang hiện trên màn hình sức khỏe toàn dân.vn hoặc tờ khai y tế.vn hoặc quét mã QR code tại các cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế. Bước 2. Tại giao diện chính của biểu mẫu trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế, bạn sẽ tiến hành chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hoặc Campuchia. Bước 3. Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai y tế. Bước 4. Nhập mã xác thực, mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 5. Nhấn nút gửi tờ khai và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế. Bước 6. Người khai báo y tế sẽ đến nơi làm việc của nhân viên kiểm dịch y tế để lấy bản xác nhận trước khi qua quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh. Dù cả nước mới đang chuẩn bị có thể khai báo y tế toàn dân, thế nhưng tại Quảng Ninh thì ngay từ ngày hôm qua, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa phương này đã chủ động triển khai việc khai báo sức khỏe toàn dân chống dịch. Toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh đều phải thực hiện thủ tục khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý rồi đưa lên phần mềm theo dõi sức khỏe của toàn tỉnh. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương sẽ tới từng nhà dân để điều tra thực hiện việc khai báo này. Còn đối với du khách ngoại tỉnh và nước ngoài sẽ được lập hồ sơ khai báo y tế. Việc này do ngành du lịch của tỉnh thực hiện. Đến lúc này thì dịch COVID-19 đã lan đến 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là báo cáo mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày 8 tháng 3. Trong đó thì ổ dịch lớn nhất là Trung Quốc có số ca nhiễm là 80.859 ca và 3.100 trường hợp đã tử vong. Cộng hòa Moldova, Bulgaria và Costa Rica là những nước ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên trong ngày cuối tuần vừa qua. WHO cho rằng cả những nước chưa có các ca nhiễm cũng phải sẵn sàng đối phó với sự xuất hiện của dịch bệnh. Và theo số liệu thống kê, tính đến sáng ngày hôm nay, thì số các ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 109.970 ca, số ca tử vong là 3.828 ca, số ca bình phục là 62.225 ca. Thưa quý vị, chỉ trong vòng một ngày, Italia đã ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 cao kỷ lục 133 người và thêm 1.326 trường hợp nhiễm mới. Như vậy là tổng ca nhiễm bệnh tại Italia tính đến thời điểm này là 7.375 trường hợp, trong đó có 366 người đã tử vong vì dịch COVID-19. Và với tốc độ gia tăng nhanh chóng hiện nay, thì Italia có nguy cơ vượt qua Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc đại lục. Hiện Hàn Quốc đang có tổng số ca là 7.382 ca nhiễm, tức là hơn số trường hợp tại Italia 7 ca. Tuy nhiên, tốc độ lây lan dịch bệnh tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu chậm lại. Ngày hôm qua, tại Hàn Quốc được ghi nhận là ngày có số ca nhiễm mới ít nhất trong vòng một tuần qua. Hiện Italia là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Và vào ngày hôm nay, Italia đã bước vào ngày đầu tiên áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ vùng giàu có và đông dân bậc nhất, đó là Lombardy, cũng như là hàng chục tỉnh thành khác của nước này. Đây được coi là biện pháp cứng rắn nhất để kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19 đang lây lan tại Italia. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 16 triệu người, tương đương với khoảng 1/4 dân số của Italia. Những người giờ đây sẽ bắt đầu phải học cách thích nghi với cuộc sống bị phong tỏa. Kế hoạch phong tỏa của chính phủ áp dụng trên phần lớn khu vực miền Bắc của Italia trong gần một tháng, bao gồm thành phố du lịch Venice và trung tâm tài chính Milan. Người dân được yêu cầu không được rời đi hoặc tiến vào vùng Lombardy. Người dân sẽ không được phép ra vào các khu vực đỏ trong vùng cách ly. Ngay cả bên trong khu cách ly, hoạt động đi lại cũng sẽ phải được hạn chế nếu không thực sự cần thiết hoặc vì lý do y tế. Mọi địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, rạp hát, phòng gym, bể bơi đều sẽ ngừng hoạt động. Các quán bar, nhà hàng có thể mở cửa trong thời gian nhất định, nhưng phải đảm bảo đủ không gian cho khách hàng đứng cách nhau ít nhất 1 mét. Trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa ít nhất tới ngày 3 tháng 4 tới. Những gì đang xảy ra ở thành phố tôi sống khiến tôi lo lắng và cả buồn phiền nữa. Và giờ đây, nhìn nó im ắng thế này, giống như là đang bất động. Toàn bộ vùng Lombardy có khoảng 10 triệu dân, xấp xỉ ngang với tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc. Do đó, việc áp dụng các biện pháp cứng rắn tại khu vực này là rất cần thiết. Người dân có thể bị phạt tiền và phạt tù tới 3 tháng nếu vi phạm lệnh cấm. Cách duy nhất là tất cả mọi người ở nhà tự cách ly trong vòng 2 tuần. Như thế thì hệ thống y tế mới có thể kiềm tỏa và giải quyết tình trạng khẩn cấp này mà không phải đối mặt với các ca bệnh mới. Chúng tôi hiểu rằng tất cả những biện pháp giới hạn này sẽ gây chút phiền toái, đòi hỏi người dân phải hy sinh lợi ích. Nhưng đây là lúc để mọi người cho thấy trách nhiệm với chính sức khỏe của mọi người. Tất cả mọi người phải tuân thủ các biện pháp của chính phủ để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân, đặc biệt là ông bà chúng ta, vì những người lớn tuổi là đối tượng dễ bị ảnh hưởng hơn. Lệnh phong tỏa được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus mới tại Italia tiếp tục tăng nhanh, trong khi đó số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đang cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Một người nhiễm COVID-19 được xác nhận tham gia hội nghị chính trị có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và nhiều quan chức chính phủ gần thủ đô Washington DC. Sự kiện chính trị này thu hút hàng nghìn người tham gia. Người này đã bị nhiễm COVID-19 trước khi đến sự kiện. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, hiện ca nhiễm này đang được cách ly tại bệnh viện. Tuy nhiên, theo ban tổ chức sự kiện, bệnh nhân trên không tiếp xúc với Tổng thống hay Phó Tổng thống, cũng như không có mặt tại các sự kiện trong hội trường chính. Nhà Trắng cũng đã cho biết về sự việc nhưng không đưa ra bình luận về thông tin này. Trong khi đó, tại một buổi họp báo khác, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định sẽ không thay đổi lịch trình vận động tranh cử, bất chấp những lo ngại về dịch COVID-19 lan rộng tại Mỹ. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ cầu kinh ngày Chủ nhật qua livestream trên Vatican News và các màn hình ở quảng trường Thánh Peter, thay vì trực tiếp từ cửa sổ nhìn ra quảng trường như lâu nay. Thông thường, những buổi cầu kinh sẽ có tới khoảng 10.000 người tại quảng trường Thánh Peter. Nhưng do buổi lễ cầu kinh Chủ nhật vừa qua được livestream, số lượng người tới quảng trường chỉ còn vài trăm người. Đa phần những người tới đây đều cố gắng giữ khoảng cách với nhau để tự đảm bảo an toàn. Tới cuối buổi cầu kinh, giáo hoàng vẫn đi ra trước cửa sổ để vẫy chào người dân. Phuket Ken, Pattaya và Bangsaen là một số địa phương ở Thái Lan đã thông báo sẽ không tổ chức lễ hội té nước trong dịp Tết Songkran, dự định được tổ chức ngày 18-19 tháng 4 tới do lo ngại tình hình dịch COVID-19. Còn tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng đã ra quyết định hoãn tổ chức lễ hội Angkor Songkran, dự định tổ chức tại tỉnh Siem Reap trong dịp Tết cổ truyền vào tháng tới. Giới chức các địa phương hủy lễ hội té nước hy vọng người dân và du khách hợp tác trong việc hạn chế việc té nước vào người khác vì nó có thể làm phát tán virus. Hai ngày cuối tuần qua, thêm nhiều lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực tại các quốc gia nhằm hạn chế tốc độ lây lan của dịch COVID-19. Indonesia cấm nhập cảnh và quá cảnh với ai từng đến các vùng tâm dịch của Iran, Italia và Hàn Quốc. Quân đội Mỹ cũng cấm các lực lượng nước ngoài tham gia các cuộc tập trận tại nước này. El Salvador thì chỉ cho phép công dân nước mình và các nhà ngoại giao đến từ Đức và Pháp nhập cảnh, nhưng phải cách ly trong 30 ngày.
Một cụ ông 100 tuổi tại Trung Quốc đã là bệnh nhân lớn tuổi nhất từng được điều trị khỏi COVID-19 và được ra viện vào cuối tuần qua. Cụ ông này nằm trong nhóm hơn 80 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc. Trước đó, thì ông nhập viện từ cuối tháng 2 sau khi được phát hiện dương tính với virus. Bản thân cũng mang nhiều bệnh lý nền như là Alzheimer, huyết áp cao và suy tim. Do tình trạng sức khỏe phức tạp của bệnh nhân này, các chuyên gia y tế đã áp dụng một loạt các phương pháp bao gồm điều trị bằng thuốc kháng virus, y học cổ truyền Trung Quốc và liệu pháp huyết tương để điều trị.